Tuần qua, số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 của VTV Cần Thơ nhận được nhiều cuộc gọi của bà con tại đồng bằng sông Cửu Long phản ánh về các vấn đề giao thông. Một số tài xế lưu thông trên tuyến quốc lộ 91B qua địa bàn thành phố Cần Thơ đã phản ánh tình trạng đường lên cầu trên tuyến đường này bị sụt lún, gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Các tài xế cho biết tuyến quốc lộ 91B đoạn từ ngã tư giao với đường 3 tháng 2 ở quận Ninh Kiều đến ngã tư giao quốc lộ 91 tại quận Ô Môn thành phố Cần Thơ dài hơn 15 km. Thời gian gần đây, 22 cây cầu trên tuyến bị sụt lún khá nghiêm trọng ở vị trí sát mố cầu. Phương tiện qua lại phải giảm tốc độ để lên và xuống cầu. Có trường hợp tài xế không quen đường, lái xe tốc độ cao qua mố cầu khiến phương tiện bị hư hỏng. Bà con đề nghị đơn vị quản lý có giải pháp khắc phục tránh nguy cơ tai nạn giao thông. Cũng liên quan đến tình hình giao thông, những ngày gần đây VTV Cần Thơ nhận được nhiều hình ảnh của tài xế lưu thông trên cao tốc rạch sỏi lộ tẻ, chia sẻ về tình trạng mặt đường bị hư hỏng như thế này, khiến cho các phương tiện lưu thông với tốc độ rất chậm. Nhiều đoạn của tuyến đường cao tốc lộ tẻ rạch sỏi nối thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang lởm chởm đá sụt lún. Một số vị trí mặt đường còn bị hư hỏng bong tróc lâu ngày chưa được sửa chữa, tạo thành ổ gà, ổ voi đọng nước, rất nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Theo Ban Quản lý Mỹ Thuận, sau đợt mưa lớn những ngày qua, trên mặt đường đã xuất hiện một số điểm hư hỏng cục bộ. Các đơn vị liên quan đã kiểm tra, phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng cục bộ phát sinh trong mùa mưa. Nhà thầu đang triển khai thi công các công tác khắc phục, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành việc sửa chữa trước ngày 2 tháng 8. Hiện tượng lừa đảo trên mạng xã hội rất phổ biến, chỉ bằng chiêu trò việc nhẹ, lương cao. Nhiều người dân ở đồng bằng sông Cửu Long đã tham gia vào các nhóm chuyên đánh giá chất lượng sản phẩm trên mạng xã hội để nhận được hoa hồng. Thế nhưng lương cao đâu chưa thấy, đã thấy mất tiền. Nhiều trường hợp còn bị lừa đến 2 lần vì cố tình tìm cách lấy lại tiền đã bị lừa đảo. Làm cách nào để tránh các trường hợp này? Đây là câu hỏi mà nhiều người dân gọi đến đường dây nóng của VTV Cần Thơ nhờ hỗ trợ. Những lời mời gọi làm việc online, công việc là đánh giá tốt sản phẩm, giờ làm linh hoạt, thù lao nhận hàng ngày. Tin lời, nam sinh này đã tham gia vào hội kiếm tiền trên mạng xã hội. Sau những khoản thù lao ít ỏi ban đầu, nam sinh được yêu cầu đặt cọc mua sản phẩm để nhận được tiền hoa hồng cao hơn. Đây cũng là lúc nạn nhân đã sập bẫy. Cọc 100 thì sẽ là được hoa hồng lại là 200. Rồi em cọc, lần tiếp theo em cọc thêm 200 thì nó cho em 400. Rồi tới cái lần cuối là nó kêu em cọc 1,5 triệu. Xong là em tưởng sẽ được 3 triệu, xong cuối cùng là anh chặn em rồi đi mất tiêu luôn. Mất tiền, nhiều nạn nhân bị các đối tượng trên mạng xã hội dẫn dụ tham gia vào các hội nhóm lấy lại tiền bị lừa đảo. Người phụ nữ này cũng là nạn nhân, với số tiền hàng triệu đồng. Xót của, tin lời, người này đã đóng một khoản phí với lời hứa sẽ nhận lại được tiền bị lừa lần đầu. Nhưng chẳng ngờ lại bị lừa tiếp lần thứ hai. Lấy lại tiền bị lừa trên mạng đó. Để giúp em, mình trả phí chỉ có 5-700 gì hả, mình lấy lại được tiền. Kêu tôi chuyển tiền vậy, để nộp cái phí cho nó trước, rồi sau khoảng 3 tiếng là nó sẽ hoàn lại cái tiền đó cho tôi, lấy lại cái tiền đó đó. Nhưng mà rồi xong rồi tôi chuyển phí nó xong rồi mất tiêu luôn. Thời gian qua, số người bị lừa đảo qua mạng bằng hình thức góp vốn đầu tư, tham gia các sàn chứng khoán ảo, tiền ảo, trúng thưởng, lừa đảo làm việc nhẹ lương cao xảy ra vô cùng nhiều. Chiêu trò không mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy. Tất cả các thủ đoạn đó đều nhắm đến thứ nhất đó là cái tính tò mò, sự hiếu kỳ của người dân. Cái thứ hai đó là cái lòng tham, cái lợi ích về vật chất. Cái thứ ba là sự thiếu hiểu biết của người dân. Mà thời gian gần đây là xuất hiện thêm một cái thủ đoạn là đánh vào cái tâm lý đám đông của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Để tránh là nạn nhân tiếp theo, người dân cần phải nâng cao cảnh giác, bởi không có công việc nào nhẹ mà lương cao. Quý khán giả có những bất cập, bức xúc chính đáng hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 0901 282 282 hoặc gửi đơn thư về địa chỉ số 407 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến bà con.